Báo cáo với lại các đồng chí, tranh thủ giới thiệu với các đồng chí một chiếc đài ngon bổ rẻ và đặc biệt là thể theo yêu cầu của một người anh em có cây bụng tốt điện cho mình buổi sáng ngày hôm nay thì bây giờ mới bố trí thời gian được. Xin thưa với các đồng chí, xin thưa với người anh em có cây bụng tốt. Đây là chiếc đài của hãng JVG. Có model là RCS44. Theo yêu cầu của người anh em là đài phải ăn điện 220V. Người anh em bảo chỉ có để nghe radio thôi, không cần nghe băng cassette. Thế nhưng mà ở đây thì hai cái cửa băng cassette này nó vẫn chạy. Đấy, thế nhưng mà mình chỉ thay dây cura và bánh tì thôi chứ không cân chỉnh, nên là cái chất âm nó đưa ra thì cũng chưa được ưng cái bụng cho lắm. Thế nhưng mà gọi là vẫn nghe được nhỉ, nhưng mà chất âm thì nó chưa được ưng cái lỗ tai cho lắm. Đấy. Chiếc đài này ăn điện 220V đúng theo yêu cầu của người anh em nhá. Và người anh em yêu cầu đúng đài stereo. Đấy, chứ đài mono thì người anh em lại bảo người anh em không thích. Đấy, bây giờ mình dùng cái thước ở đây để mình đo cái kích thước để cho người anh em thấy được cái kích thước của nó là bao nhiêu nhá. Chiều dài của chiếc đài JVG có model RCS44 là 51 cm. 51 cm. Chiều cao là tầm 16 cm. 16 cm. Chiều sâu khoảng tầm 9 cm nhá. Chiều sâu là 9 cm. Ngoại hình thì nói chung là còn đẹp. Đây. Đấy, đang quay video là có số điện thoại 6552 này. Sorry đồng chí. Mặt tiền thì nói chung là như thế này là rất đẹp rồi đấy. Đấy. Thì cái này này, cái đài này này, cái bộ equalizer của nó là có một cái chỉnh là không có tác dụng, một cái chỉnh là không có tác dụng nha. Đấy, còn là có tác dụng hết. Đấy, 5552 lại tiếp tục gọi điện này. Tiếp tục gọi thì lại tiếp tục tắt. Nó cứ chè cái màn hình, chả nhìn thấy cái gì. Đây là cái tem của nó đây này. Đấy. JVG RCS44U. Phải nín thở để cái điện thoại Samsung nó thương mình thì nó nét cho. Đây lại còn phiên bản limited là phiên bản giới hạn. 1 2 3 4 5 6, 6 cục pin, thế tức là cái đài này nó ăn điện một chiều là 9V. Ăn điện một chiều là 9V. Đấy. Cái đường ăn điện một chiều đây. Đây. AC chỗ này là chỗ ăn điện xoay chiều, còn dưới này là DC. Viết ngay là 9V. Đây. Đấy. Còn cái chỗ này là cái chỗ công tắc chuyển điện áp vo lo ta ghe là điện áp về này. Đấy. Nó có 220, 240, 110, 127V này. Thì mình đang để ở cái chỗ 220V nhá. Đây là cái cho nó ăn thẳng điện 220V thôi. Không bị vỡ nứt gì cả, không bị vỡ nứt gì cả. Thì những chiếc đài nội địa, thế nhưng mà cái này nội cũng không phải là nội địa, nội địa của nó là 100V, cái này nó là hàng xuất. Đấy, nên nó mới có cái công tắc chuyển cầu điện như vậy. Đấy. Tình trạng hoạt động của nó sau khi cho ăn điện thì hai cửa băng cassette đang hoạt động bình thường. Chất âm thì nó chưa được ưng cái lỗ tai cho lắm. Radio thì băng sóng AM thì lại đặc biệt là lại có một sóng là lại trần và nét. Thế còn sóng kia thì không nét nhá. Băng sóng AM mà kiếm được cái đài mà băng sóng AM nét là khó lắm. Ít. Đấy, thế còn băng sóng FM thì đương nhiên là nó phải nét. Băng sóng FM là nó phải nét. Số điện thoại 6326 gọi điện, sorry đồng chí. Chắc là lại chốt băng combo số 3 đấy nhá. Chiếc đài JVG và có model RCS44 này, buổi chiều ngày hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2024, số điện thoại 6326 lại gọi gọi lại tắt. Trân trọng gửi tới các đồng chí với một mức thóc rẻ nhất quả đất nhá, rẻ nhất quả đất 450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Nếu bóc tách ra thì cũng phải 50.000 đồng cái thùng xốp rồi. Mình không chơi thùng xốp cũ, cứ thùng xốp mới đét đen đẹt mà chơi, không làm sao mà phải lom rom cả. Mua cái thùng xốp cũ nó cũng chẳng đổi đời lên được, cứ thùng xốp mới chơi. 6326 lại gọi gọi lại tắt. Đấy, thì chỉ nếu mà bóc tách ra thì chỉ còn có 400.000 đồng trước đài này thôi. Nên là mong các đồng chí không nên mặc cả, không nên trả giá nữa. Trước khi dừng video, nhắc lại một lần nữa, chiếc đài JVG có model RCS44 có một mức thóc rẻ nhất quả đất
450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.